Sau bữa cơm chiều, cán bộ chiến sĩ chốt phòng chống dịch COVID-19 ở thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo liền triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đêm, ra soát tất cả các hệ thống đường mòn lối mở. Đã gần một năm nay, cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi đây chưa có một giây phút lơ là nhiệm vụ. Thượng úy Lê Thừa Văn, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị, chốt trưởng nơi đây, cũng đã phải 3 lần hoãn cưới để tập trung làm nhiệm vụ. Hàng ngày thì là chúng tôi là thường tổ chức cái lực lượng để tuần tra, kiểm soát cái đường biên rồi là các cái hoạt động qua lại biên giới. Bên cạnh đó thì là mỗi cán bộ chiến sĩ tại đơn vị cũng là xác định rõ cái trách nhiệm trong cái giai đoạn này, đó chính là phòng chống các cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phòng chống tội phạm và đi đến mục tiêu là hướng tới chiến thắng cái đại dịch COVID-19. Mỗi cán bộ chiến sĩ thì cũng xác định đây là cái sinh mệnh chính trị của dân tộc, là cái uy tín của lực lượng và là trách nhiệm của mỗi người cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trong giai đoạn hiện nay. Ngoài hoạt động tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, các chiến sĩ biên phòng nơi đây còn tuyên truyền, vận động bà con, đặc biệt các thôn bản thường có mối quan hệ thân tộc hai bên biên giới để bà con yên tâm canh tác, sản xuất và chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh việc vận động, tuyên truyền bà con phòng chống dịch bệnh COVID-19, những ngày giáp Tết Tân Sửu này, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo còn phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lao Bảo đã tổ chức chương trình tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán, sử dụng pháo nổ, hoạt động đưa đón người xuất nhập cảnh, xuất nhập biên trái phép qua biên giới. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con, làm sao cho là bà con là biết cái quá trình nhập cảnh về Việt Nam phải chấp hành đúng các quy định về phòng dịch. Từ đó là thực hiện tốt và tránh cái tình trạng là vi phạm pháp luật cũng như là để lây lan dịch bệnh vào trong nước. Có được những thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đến thời điểm này, không thể không kể đến những chiến sĩ bộ đội biên phòng trên mọi miền Tổ quốc nói chung, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nói riêng. Bên cạnh công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, đồn biên phòng Lao Bảo còn phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch Y tế, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh, đồng thời lo cơm nước, động viên bà con yên tâm đến khu cách ly. Hôm nay tôi về qua cửa khẩu Lao Bảo này được các anh chiến sĩ bộ đội biên phòng và các cán bộ y tế ở đây là hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo cho người về cách ly. Tôi cảm thấy vô cùng yên tâm cho cái để phòng tránh dịch bệnh COVID lần này. Lực lượng bộ đội biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tăng cường công tác là phòng dịch, phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị chức năng tại cửa khẩu, đặc biệt là lực lượng kiểm dịch y tế để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian này. Chúng tôi đã bố trí sử dụng lực lượng phương tiện nhằm phân luồng, phân loại từng loại đối tượng khi mà nhập cảnh vào Việt Nam để từ đó là có cái biện pháp cách ly cũng như giám sát một cách hiệu quả nhất. Thì trước cái diễn biến của dịch COVID có nguy cơ bùng phát trên thế giới, khu vực và trong nước, thì đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chúng tôi đã kích hoạt tất cả các cái biện pháp để phòng chống COVID, trong đó tập trung vào các cái giải pháp tăng cường các lực lượng cho các chốt, rồi là tiến hành cùng gia cố, kiên cố hóa các cái chốt trên biên giới. Hiện nay là chúng tôi đã kiên cố hóa tất cả là 14 chốt trên 25 chốt dọc theo 15 km đường biên. Các cái chốt này thì vừa thực hiện nhiệm vụ của quản lý bảo vệ biên giới, vừa là phòng chống COVID cũng như hoạt động chống buôn lậu, đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép. Mục đích của chúng tôi làm sao cho cái khu vực biên giới nói riêng cũng như toàn bộ nhân dân nói chung đảm bảo mùa xuân đầm ấm vui tươi. Còn đây là hình ảnh cán bộ chiến sĩ biên phòng tại cửa khẩu quốc tế La Lai. Mặc dù thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, dưới sự chỉ huy lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn, sự đoàn kết khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.
Chính vì vậy mà đến nay, tại đơn vị và địa bàn phụ trách chưa phát hiện trường hợp nào bị mắc COVID-19. Thời gian này là lưu lượng lao động người Việt tại Lào là về là đường chính ngạch cũng như là xuất nhập biên trái phép đông, nên là chúng tôi đã được đảng ủy ban chỉ huy đồn là giao nhiệm vụ là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên cả ngày cả đêm. Đơn vị chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ biên phòng, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ chặt chẽ biên giới, duy trì 100% quân số tại các chốt phòng chống dịch và thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát phân luồng xuất nhập cảnh, phối hợp cách ly đưa hành khách nhập cảnh cách ly theo đúng quy định. Để đạt được kết quả như vậy thì cái việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác đảng công tác chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ là điều kiện rất quan trọng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh cũng như cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã chú trọng thường xuyên làm tốt công tác động viên, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, thường xuyên sâu sát nắm bắt diễn biến tư tưởng của các quân nhân trong mọi hoàn cảnh để kịp thời tháo gỡ, khắc phục những cái vấn đề đột biến. Và đặc biệt chúng tôi thường xuyên quan tâm đến chế độ chính sách và cái công tác thi đua khen thưởng để làm sao mà kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích nổi trội xuất sắc trong quá trình làm nhiệm vụ. Cái khó khăn hiện nay thì phải nói rất lớn. Một là cái biên giới rất dài. Thứ hai nữa là bà con nhân dân hai bên biên giới là ở cư trú sát khu vực biên giới, mà đối tượng thường cái lợi dụng vấn đề quan hệ thân tộc dòng họ hai bên biên giới để trà trộn lợi và cái là cải trang thành người địa phương để tiến hành các hoạt động là vượt biên giới trái phép. Ngoài ra là cái tình hình thời tiết khí hậu trong cái giai đoạn này là rất rét, ảnh hưởng đến sức khỏe và cái nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ chiến sĩ. Thứ ba nữa là do là vấn đề là dịch bệnh đã cái nhà diễn ra khá lâu dài, cho nên cái tâm lý chủ quan lơ là đấy, và cái là mất cảnh giác của cái như là nhân dân cũng như một số cán bộ cũng có ảnh hưởng đến cái công tác phòng chống. Cho nên chúng tôi cũng là phải cái đẩy mạnh công tác là giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời cái là thường xuyên kiểm tra đôn đốc và cử các cái sĩ quan chỉ huy rồi các cái đồng chí có cái kinh nghiệm chuyên sâu về công tác là đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như quản lý biên giới để tăng cường cho các đơn vị trọng điểm. Cũng theo đại tá Lê Văn Phương, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, từ nay đến Tết Nguyên đán âm lịch Tân Sửu, tình trạng xuất nhập cảnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Cán bộ, chiến sĩ các điểm chốt thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đảm bảo luôn thực hiện canh giữ đường mòn lối mở 24/24 giờ, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bản thân vì sự bình yên của Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khu vực biên giới, đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi.